Xin chào các bạn và đây là bản tin chuyển đổi bóng đá ngày 16 tháng 2. Trước khi điểm qua những tin tức bóng đá nóng nhất ngày hôm nay, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh YouTube về bóng đá để cập nhật tin tức bóng đá thường xuyên hơn. Còn bây giờ là những diễn biến chính có trong bản tin. Điểm qua kết quả các trận cầu đáng chú ý diễn ra đêm qua. Đang có được phong độ cao, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel quyết tâm giành chiến thắng ngay tại sân Stamford Bridge khi tiếp đón đối thủ Newcastle. Sơ đồ 3-4-3 quen thuộc với Abraham, Timber Werner và Mason Mount trên hàng tấn công. Với cách nhập cuộc nhanh chóng, kiểm soát bóng vượt trội lên tới 65% và tung ra tới 18 pha dứt điểm, Chelsea đã có được 2 bàn thắng ở trong hiệp 1 ở các phút thứ 31 và 39 do công của Giroud và Timber Werner. Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi và cả hai đội không có thêm bàn thắng. Chủ cuộc, Chelsea giành chiến thắng trước Newcastle với tỷ số 2-0 để lọt vào top 4 của giải Ngoại hạng Anh với 42 điểm sau 24 vòng đấu. Ở trận đấu còn lại, West Ham United cũng đã vượt qua câu lạc bộ Sheffield với tỷ số 3-0 để vươn lên đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Chuyển sang giải Bundesliga, trở về sân nhà Allianz Arena từ Qatar sau khi hoàn tất cú ăn 6, câu lạc bộ Bayern chỉ phải tiếp đón đội bóng Bielefeld đang nằm trong nhóm trụ hạng. Diễn biến bất ngờ đã diễn ra khi đội khách có được 2 bàn thắng sớm ở trong hiệp 1 với các pha lập công của Vlap và Piper ở các phút thứ 9 và 37. Sang hiệp 2, Bayern chơi ép sân và có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút thứ 48 do công của Lewandowski. Chỉ đúng 1 phút sau, Gerber đã nâng tỷ số lên 3-1 cho các thủ đội khách. Như chạm lòng tự ái, Hùng Sám đẩy cao đội hình tấn công và có được 2 bàn thắng ở các phút thứ 57 và 69 do công của Tolisso và Davis. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 3-3. Theo nguồn tin từ Daily Express, sau khi để vốn mất mục tiêu Upamecano vào tay của Bayern Munich, Manchester United đang có những động thái nhắm tới trung vệ Koundé của Sevilla. Việc bổ sung vị trí trung vệ là một việc làm cần thiết đối với cờ đỏ ở thời điểm hiện tại, bởi bộ đôi Harry Maguire và Victor Lindelof chưa bao giờ mang lại cảm giác thực sự yên tâm. Trong khi đó, Koundé lại thể hiện phong độ cực kỳ ổn định tại Sevilla. Tuy nhiên, nếu muốn có được chữ ký của cầu thủ người Pháp, MU phải cạnh tranh quyết liệt với PSG, đội bóng cũng đang dành sự quan tâm cho cầu thủ này. Bởi vì PSG cũng đang tính phá vỡ hợp đồng của cầu thủ 22 tuổi này lên tới 80 triệu euro. Ở một diễn biến khác, Man United cũng đang quan tâm tới Savic. Giới truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, Man United đã đưa Savic vào danh sách các trung vệ có thể chuyển nhượng trong mùa hè năm nay. Mua thêm trung vệ là yêu cầu bắt buộc với Man United để có thể đua tranh danh hiệu lớn trong những mùa giải sắp tới. Real Madrid đang xem xét Emerick Laporte là một trong những mục tiêu thay thế Sergio Ramos. Trước đây, khi Laporte còn khoác áo Bilbao, Real Madrid nhiều lần đặt vấn đề chuyển nhượng nhưng không thành công. Mùa này, Laporte không còn là sự lựa chọn chính thức của Pep Guardiola khi Ruben Dias xuất hiện và John Stones hồi sinh. Thế nên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang hy vọng có thể kéo Laporte trở lại sân chơi La Liga. Trong trường hợp chưa mộ được Laporte, Real Madrid tự tin có thể thuyết phục Vaga gia hạn để xây dựng cặp trung vệ đậm chất Pháp. Truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đang lên kế hoạch gia hạn với trung vệ David Luiz trong bối cảnh hợp đồng của cầu thủ người Brazil sẽ đáo hạn khi mùa giải khép lại. Hiện tại, ban lãnh đạo Arsenal chỉ muốn gia hạn hợp đồng 1 năm với các cầu thủ ở đội tuyển trên 30. Theo như huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ, trung vệ người Brazil là người sẽ mang tới kinh nghiệm để giúp các cầu thủ trẻ tiến bộ hơn. Trong thời gian khoác áo đội chủ sân Emirates, Luiz nhiều lần khiến các cổ động viên phải lắc đầu ngao ngán khi thể hiện phong độ thiếu ổn định và liên tục mắc những sai lầm ngớ ngẩn dẫn tới kết quả bất lợi cho đội nhà. Theo tờ Mundo Deportivo, Ramos đã từ chối gia hạn thêm 2 năm khi câu lạc bộ Real Madrid bắt buộc anh phải giảm 10% lương. Ramos cũng từ chối ký 1 năm dù được giữ nguyên mức lương với mức đãi ngộ 10,5 triệu bảng một mùa. Pedro cho rằng Real Madrid đã sai lầm khi không gia hạn với Ramos và để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới. Hiện tại, cả PSG và Manchester United đều thể hiện sự quan tâm tới hậu vệ 34 tuổi người Tây Ban Nha. Thật xấu hổ, tôi nghĩ Real Madrid đã phạm sai lầm khi không gia hạn với Ramos. Pedro đã chia sẻ, phải nỗ lực chứ, cứ giảm 10% và ký 2 năm, đồng thời thông theo điều khoản tình hình tài chính cải thiện thì sẽ bù được lương. Và lúc này, Real được cho là đã tìm người thay thế cho Ramos, cái tên được lựa chọn là David Alaba của câu lạc bộ Bayern Munich. Nhiều khả năng cũng sẽ rời câu lạc bộ Bayern theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải năm nay. Sau khi Liverpool thua Leicester ở vòng 24, nhà cái hạ tỷ lệ cược cho khả năng Jurgen Klopp rời Anfield vào cuối mùa. Trước khi làm khách của Leicester City, tỷ lệ cược cho khả năng Jurgen Klopp trở thành huấn luyện viên tiếp theo mất việc ở Ngoại hạng Anh là đặt 1 ăn 10. Tuy nhiên, sau trận thua 1-3,
tỷ lệ này còn đặt 7 ăn 4. Tỷ lệ ăn càng thấp chứng tỏ khả năng càng dễ xảy ra. Theo The Sun, Liverpool chưa tính tới việc sa thải Klopp, người phụ khương thực Klopp và giải khát cơn vô địch nước Anh kéo dài 30 năm. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra rất giống với mùa giải cuối cùng của Klopp tại Dortmund. Vào mùa giải 2014-2015, Dortmund sa sút một cách khó hiểu. Có lúc, đội bóng vùng đua bị đẩy xuống sát khu vực xuống hạng. Vào tháng 4-2015, nhà cầm quân sinh năm 67 tuyên bố rời Seeland Idola Park. Dù trước đó, ông giúp câu lạc bộ hai lần vô địch Bundesliga và vào tới chung kết của Champions League. Theo một tin từ nhà báo Alvaro Jimenez, cây bút chuyên về bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid đã lên kế hoạch chiêu mộ Erling Haaland. Lop Van Cốt dự kiến sẽ cất thêm một trong hai tiền đạo trẻ trong thương vụ hỏi mua tiền đạo người Na Uy. Đội chủ sân Santiago Bernabeu sẽ gửi lời đề nghị 40 triệu euro kèm theo Luka Jovic hoặc Mariano Diaz tới Dortmund. Real Madrid mong muốn tiết kiệm được một khoản tiền trước khi tình hình kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Và như vậy là chúng ta vừa kết thúc bản tin chuyển động bóng đá ngày hôm nay. Những thông tin bóng đá nóng nhất sẽ được kênh Mê Bóng Đá cập nhật liên tục. Và trước khi rời khỏi video này, anh em đừng quên bấm đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo và đừng quên chia sẻ để lan tỏa những thông tin hấp dẫn nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các số bản tin tiếp theo.